Dạ em chào anh ha. Dạ. Dạ hôm qua là anh là cái người mà cùng với gia đình của mình đi lên để mà rước em Phú đúng không anh? Dạ. Dạ. Lúc mà mình đưa được em Phú về nhà khi mà có tín hiệu là đưa em Phú là lúc mấy giờ anh nhớ không? Đưa lúc 11:30 anh. 11:30 đúng không? Dạ, là 23:30 anh. Dạ. Và cái câu chuyện như mình mướn thợ lặn vào đêm ngày hôm qua. Dạ. Thì theo em biết và em có quay video chia sẻ đó là nếu mà tìm được á, thợ lặn là tìm được là 17 triệu đúng không anh? Dạ, đúng rồi. Và nếu mà không tìm được trong vòng khoảng 4 tiếng là 3 triệu, trả cho người ta 3 triệu đúng không? Dạ. Dạ. Khi mà một tiếng mấy thợ lặn tìm kiếm thấy rồi khi mà đem lên trên bờ đó thì anh kể cái câu chuyện là khi mà cơ quan chức năng tới họ làm xong thủ tục rồi sao nữa anh kể cho em nghe với. Tới lúc mà cơ quan chức năng lại làm á là cũng như có bên băng chạy hòm với bên cũng là gọi bên nhà xác á. Ừ. Cũng như đi xe cứu xuống để mà chụp hình xong rồi mới đi về nhà xác để mà khám khám tử thi á. Ừ. Dạ mới đi về. Về xong là khám xong là bên ký giấy tờ là bên bắt mẹ phải ký. Dạ. Chứ không có người thân nào ký, mẹ hoặc ba ký thôi. Dạ. Lúc đó mẹ ký với còn cô thì gửi sao để dịnh cho mẹ cho mẹ ký. Dạ. Thì em không có gần đó không biết là ký những loại gì. Nó ký xong hết trơn thì cơ quan nó vô làm việc, nó ký làm việc rồi xong mới bàn giao lại xác lại cho bên gia đình. Dạ. Rồi cơ quan chức năng về hết. Cơ quan về hết. Dạ. Rồi sau bắt đầu là cái việc mà lo hậu sự là người ta tự tiện lo hay là gia đình được yêu cầu lo? Bên tự đây tiện lo chứ bao gia đình không yêu cầu. Tự nhiên để đó người ta tự động người ta vô ta làm luôn. Dạ. Nó đòi bên kia nó báo giá là bây giờ á là bên làm bên đây làm trọn gói luôn. Dạ. Với mức giá là 23 triệu. Mà em nói là gia đình bên em á, mấy chị bên em á hiện tại là không có số tiền để máy. Hiện tại giờ mà lúc mà vớt xác là đã quyên góp người ủng chút để là vớt cháu bên rồi. Dạ. Và bây giờ hiện tại giờ gia đình cũng không còn tiền nữa. Nên bên kia giờ đã là nếu như vậy thì bên kia bớt cho 5 triệu là giá 18 triệu. Dạ. Rồi đó. Lúc đó là anh có mặt ngay tại đó không? Dạ có. Lúc em đứng nói chuyện với em trước giá đó. Lúc đó là anh thấy là bao nhiêu người có mặt tại để mà lo cái phần hậu sự cho cái Phú anh nhớ không? Rồi cũng như là có em với hai cháu. Bên kia cả cái bên dịch vụ người ta lo đó. Bên dịch vụ lo. Số lượng cũng như là 3-4 người vậy đó. Dạ. Đông như nguyên cái đội của bên đó cũng hơi đông anh. Nhưng mà cái lúc mà chốt giá 18 triệu là bên gia đình có đồng ý chưa? Không, em không đồng ý. Không đồng ý luôn. Rồi bên kia nó giờ cứ thương lượng đi cho ra đi để thương lượng để điện về gia đình để mà thương lượng đi. Dạ. Nó là lúc đó em đang ngồi trong nhà xác á. Dạ. Em mới đầu thương lượng là bắt đầu cháu nè, mới kêu cháu là hiện tại làm xong rồi kêu cháu đi mua cái mà đắp cho anh nó đi. Tại vì không còn gì hết bị ở trên đó. Cháu đi mua nó mới thấy vô của cục. Dạ. Là thấy chở tất cả quan tài rồi chở vô tới chỗ đó rồi. Nó mới chạy ra, em mới hỏi ủa anh nó nhất trái đó bên em chưa đồng ý mà sao chở đồ vô rồi. Nó hô là nó bên mấy người chở vô á là tôi không biết, tôi chỉ nghe chỉ thị kêu chở vô thôi. Rồi. Đó là mà hỏi muốn biết thì vô nói cho anh trong kia. Mà lúc đó anh có nó giải thích người ta là bên anh có đội xe không đồng và áo quen là không đồng chưa? Dạ có nói. Có nói nó luôn. Nói rồi. Nhưng mà hiện tại bên đó nó không có liên quan tâm tới vấn đề đó. Ừ. Là bên đó là chủ yếu là để làm sao mà để mà tận niệm cháu đi hoàn thành thôi. Tại vì là bên em hôm qua cũng đã thông báo trước với anh là tức là trước 11 rưỡi á. Dạ. Nếu mà điện cho em bên em được bên em sẽ lên trong đêm luôn. Còn nếu mà sau 11 rưỡi á thì phải đợi đến sáng khoảng 5-6 giờ người ta mới lên tới. Dạ. Và khi mà hôm qua em có nghe tài xế điện cho em lúc khoảng 3 giờ sáng á, tài xế xe không đồng á, thì họ nói là hình như là bên cái dịch vụ đó họ không cho vào đúng không anh? Dạ đúng rồi. Tại vì lúc mà cái chốt giá là bắt đầu tới 18 triệu xong rồi, em không đồng ý, em mới ra nói xong. Đã rồi nó mới vô bắt đầu nó nói bây giờ á là dứt giá 15 triệu chốt. Nó nói như vậy rồi mới nói là hiện tại giờ bên tụi em có xe từ thiện. Hiện tại nếu mà chốt 15 triệu thì em cũng không có tiền mà để lo. Thật sự gia đình giờ không còn tiền. Yeah. Nó nói là bên đây bây giờ là chỉ là xe của bên ở đây thôi lo chạy ra được. Chứ còn ra những xe ngoài không vô đây được đâu. Yeah. Tại vì toàn bộ dịch đó chọn gói là bên đây lo hết rồi. Tức là dịch vụ đó có nói câu đó là xe ngoài vào không được luôn. Yeah. Ngay dù cho cả xe nhà của mình vào không được luôn hả? Đúng rồi, xe em nói là xe bên từ thiện không đồng. Nó cũng không cho không được phép vào luôn. Tại yeah. vì xe của nó là nó bao hết rồi không mình không được vô. Dạ, yeah, tức là có nghĩa là nó khẳng định là không cho xe nào ngoài cái dịch vụ của nó thôi. Đúng rồi. Cái chạy áo quan đó là tên gì anh biết không? Dạ, em có nó có ghi trong đây cái màu ấy nhưng mà trong cái giấy hình như là đọc tên thôi, anh đọc tên thôi. Đọc tên thôi. Quy Tam Bình. Quy Tam Bình. Ở địa chỉ anh, đường nào xuống nhà đọc cái địa chỉ số 17, tổ 1, Long Bình, Biên Hòa. Dạ. Bên đây là cái đây là lúc là gia đình không đồng ý nhưng mà bên đây vẫn tự ý làm. Dạ. Và chốt cho tự chốt giá luôn. Nhưng mà rốt cuộc là cái gia em nghe nói đâu là nó giữ lại chiếc xe hả? Chốt cái giá nó xong rồi
là bắt đầu mới em nói là bây giờ hiện tại anh chốt cái giá đó, hiện tại bây giờ anh chốt anh đã như vậy rồi, rồi làm sao mà em mà có tiền mà để chi trả cho như vậy. Nếu bây giờ nếu anh đã làm quyết định làm như vậy thì thôi, vì bây giờ em cũng có một ý này đó, bây giờ em bây giờ cũng đây gia đình không có tiền, thôi thì bây giờ để em đưa cháu về quê rồi làm đám tiệc xong xuôi hết, hoàn thành cho cháu xong rồi, rồi đó gửi lại nhờ bà con cô bác rồi hùng người quyên góp mít ít để mà lên để trả số tiền cho anh được không. Nó nói gì lấy làm tin đâu mà nó biết, tại vì hiện tại không biết ở đâu, không biết bằng ai mà không để thế chấp gì làm sao nó biết được cái lòng tin. Nó nói vậy anh cũng đưa em xác cháu em về tới nhà cũng quê rồi, cũng biết nhà đất em ở quê rồi, vậy sao mà không tin được. Nó là cho tài xế chạy thôi chứ nó không chạy, khi em phải lấy lòng tin để gì là để làm tin. Rồi anh để cái gì lại? Em để một chiếc xe của con cháu này nè, xe cháu này là bỏ để chiếc xe đó lại để mà xe hiệu gì anh? Rồi ít mới mua 2024. Mới mua luôn phải để lại hả? Mình có xin là bây giờ thôi, bây giờ là cứ là trả lại hiện trạng cũ cho mình rồi mình đem về là không chịu luôn hả? Dạ. Nó không cho là mình nhận nguyên gì về. Nhưng mà sao có lúc đó phải hỏi gia đình mới đem về. Đúng rồi, gia đình nó có đồng ý hay không chứ. Đồng ý đã trả đồ đạc tự động rồi, mà gia đình không đồng ý thì sao làm? Mời thầy chùa rồi tụng rồi tự động làm hết luôn, đem đồ đạc tụng hết luôn. Lúc đem mền vô là lúc đó đã tụng được phân nửa rồi, lúc đó còn làm gì được nữa. Kỳ chơi. Cái này là giống như là ép người ta luôn, nó thẳng là ép đó. Tự động để đó rồi, tự động vô, tự động làm hết trơn rồi, mà tự động kêu mình trả tiền luôn. Bỏ lại luôn cho nó làm. Lúc vô là lúc đem mền vô là định năm cho bé là thôi giờ mình bỏ lại luôn, nhưng mà mình nóng ruột con cháu mình, cho ra mẹ thân nhân mình nói thì nó giận lại, nhưng mà cái mình đã mình vớt lên rồi, cả nào cũng phải đem về cho cháu cho nó dễ nghỉ nơi tới con. Rồi coi như bây giờ là tự nhiên bây giờ mình đang thiếu nó 15 triệu. Chưa trả 1.000 nào hết, mày đang giữ chiếc xe của mình. Mà nó cái vấn đề đó là gia đình không đồng ý, nhưng mà nó vẫn coi như là nó làm với mình, đưa mình vô cái thế đã rồi đúng không? Thấy mình khó khăn á, đưa mình vô thớt thẳng luôn rồi đó đúng không? Đưa vô rồi. Thấy mình dân tỉnh lên nè, lên ép. Mà nó có khẳng định là không bất kỳ không xe nào vô được đó trong bệnh viện đó hả? Dạ đúng rồi, nó nói là ngoài xe của bên dịch vụ đó thôi, xe khác không được vô chở người ra. Bệnh viện giờ cũng có cái gói thầu nữa đó, ha ta. Dạ em không vấn đề đó, không biết tại vì mình đó nói gì em chỉ nghe là gì, còn cái gói đó là không quân chưa nắm chắc rồi. Có phèn nhau rồi. Bây giờ anh khẳng định với em như thế này là khi cơ quan chức năng là bàn giao cho gia đình xong là họ cũng không có ý kiến gì hết, còn gia đình là tự lo, nhưng mà vừa xong một cái một là có nguyên một cái đội đi vô luôn đúng không, tự làm công chuyện từ A đến Z hết rồi bắt mình trả tiền đúng không? Cái đội đó cũng lúc mà đi chung với cơ quan chức năng á, cơ quan đi chung với cơ quan chức năng là đi là chỗ chỗ mà chỗ xác bé. À, cái đó là cái đội đi theo xe cấp cứu, là đi theo đi tới đó xong vinh bé lên xe cấp cứu xong chở gì đó, cũng đội đó làm y như vậy, cũng đội đó không một đội đó. Nó vừa làm bên chạy hòm mà vừa làm bên nhà xác, là tại vì nghe thông tin là từ bảo vệ với mấy anh em ở đó cũng nói mà cũng như đội vừa làm bên chạy hòm mà vừa cũng bên làm bên nhà xác, chung là nó chung một group rồi ha. Dạ. Coi như là anh đưa mình vô cái thế đó rồi, tự nhiên bây giờ là mình đã gia đình khó khăn. Dạ. Mướn thợ lặn là hết 17 triệu. Rồi bây giờ thêm mắc nợ thêm 15 triệu cái tiền mà phía bên chỗ kia nó tận liệm đồ nữa đúng không? Dạ. Rồi bây giờ nó giữ cái tài sản mình là một chiếc xe. Dạ. Thì khi nào lên trả thì lấy chiếc xe đó về. Dạ. Khi nào mà em hô qua, khi nào đáp xong xuôi á thì em máy được nó không chịu, nó phải để xe lại rồi khi nào đem số tiền đó. Mà cái vấn đề đó trong khi đó mà gia đình anh không có đồng ý với cái chuyện nó làm đó, mà nó vẫn làm cố tình nó làm. Nó ép người ta dữ trời. Gia đình người ta đã tan quyến bối rối. Rồi hôm qua tớ đưa xe về đây đúng không anh? Tức là đưa bé Phú về đây luôn đúng không? Dạ. Về đây tới mấy giờ? Xe cấp cứu anh, xe cứu cũng xe trong đó về đây. Về tới đây anh, về đây là 6 giờ sáng. Về tới đây là người nhà tự rinh xuống, nhưng không có rinh. Có tài xế chạy về thôi. Mà kia làm kéo gia đình kéo từ mà kia kéo tới đây kéo qua gần đây. Tức là chỉ có đi có tài xế chở thôi, đâu không đúng ai đúng không? Rồi còn cái tiền mà thợ lặn hôm qua mình bướng là mình trả chưa? Trả rồi. Trả 17 triệu tại chỗ luôn hả? Rồi lúc trả nó có cơ quan chức năng ở đó luôn. Nhưng mà cái đội thợ lặn đó là ai giới thiệu hay mình tự kiếm? Cái người chồng ở giới thiệu chứ em cũng không biết là ở ai, chồng cũng như người giới thiệu. Cũng như là hiện tại là đúng là 17 triệu, nhưng mà thời gian cũng như nhanh quá hay sao đó, nhưng bên kia nó bớt cho 2 triệu là còn 15 triệu. Rồi 1 triệu là cũng như cũng chức ra 1 triệu để cho mấy anh em ở sớm đó. Lặn chung với bên đội đúng rồi. Đội lặn á, là 4 anh em đó cũng như là em gửi cho tiền nước 1 triệu và cho bên đội đó một riêng 1 triệu đó. Giá 17 triệu mà kiếm gặp sớm. Sớm bớt cho 2. Nhưng mà bên hàng xóm lặn tìm thấy hay là bên đội thợ lặn lên tìm thấy? Đội thợ lặn. Đội thợ lặn. Nó cách thì nó cách chỗ nơi mà xảy ra con bé nó trượt chân đó là sao? Chắc cũng khoảng tầm 4 bước chân. 4 bước. Có tới tầm 10 mét không? Chắc tới đó nè. Ở từ cái chỗ cây dừa mà hôm qua cái chỗ mà không chỗ mà từ cái chỗ thắp nhang tới từ bé chợ té là tới lúc mà bé lặn hụp ngay đó đó
cái trong dọc trong cái phạm vi đó khoảng tầm 2-3 mét trở lại, 1-2 mét là trong phạm vi thôi. À, cũng gần đó luôn. Thôi. Tại, tại vì lúc bé chạy cưng là trâu xuống tới đó, à, nó trường tới đó rồi là nó hợp xuống ngay mất chỗ đó là hợp xuống đó luôn. Lúc là tới lúc tìm thấy cho bé nằm ở đó chết một trên là 1-2 mét. Ở đây thấy cái câu chuyện nó quá đáng như thế này là các anh em cũng đã có thỏa thuận với xe cấp cứu không đồng là sẽ tài trợ miễn phí cho gia đình về tới nơi luôn. Người ta cũng chuẩn bị người ta lên mà bây giờ xảy ra sự việc như vậy á. Rồi bên anh còn giữ cái hóa đơn đó đúng không? Dạ còn hóa đơn. Còn giữ hóa đơn lát để em coi. Có chụp hóa đơn thì che số điện thoại là chứ. Rồi ok, yên tâm. Hóa đơn thì sao mặt sao? Hôm qua anh thấy người nhà mình cũng đông mà để cho họ áp đảo vậy luôn á. Thấy người nhà mình đông lắm luôn á. Đông nhưng mà một phía nói chung là chỉ ba người trai, ba người con trai, hai người là đi mua mền rồi, còn có Út thì trong đây chỉ xây sở là lúc đó là nó được đẩy vấn đề. Hôm qua ai là cái người mà đứng ra nói chuyện chính với bên những người dịch vụ anh đúng không? Dạ. Năng nghĩ cách nào cũng không, không chịu ép vào cái thế đang ngồi trên ghế là nó hiện tại giờ bớt cho em 5 triệu rồi còn 18 triệu. Em nói bây giờ 18 triệu bên gia đình em cũng không có khả năng để phần chi trả đó. Tại vì bên em đã có xe từ thiện nguyện không đồng rồi. Nó bên đó hỗ trợ gì để bên em còn ấy tại hiện tại giờ ba mẹ nó giờ khó khăn. Chứ không phải là có gì tiền ba mẹ nó có nhà cửa gì không anh? Dạ ba mẹ không có nhà cửa luôn anh. À cháu về ngoại để mà à thì nó luôn nhờ nhà ngoại chứ nhà cha mẹ không em mà cậu cũng nghe em nhà em cũng ở đây à. Cháu về đây luôn cha mẹ không có nhà cửa gì hết trơn rồi hàng ngày là cha mẹ làm gì sống? Mẹ làm trên Bình Dương sống Bình Dương đi làm mướn làm ti gỗ anh. À còn cha? Cha cũng hai gia chồng làm chung à. Thì con cũng như con cũng đi phụ làm. Ôi tội nghiệp gì vậy. À, trong một đêm mà mất tới 2-3 đầu tới 30 mấy triệu gần 40 triệu rồi. Cho gia đình đâu có khả năng để mà chi trả cái tiền đó hả? Dạ. Tại giờ đang cũng như khó khăn giờ gia đình đâu có ấy đâu bà. Em nghe nói hôm qua là mấy anh công an đó có cầm cái thùng quyên góp bà con đó cho gia đình dạ. Mà đúng không? Quyên góp được tổng là còn lại 70 rưỡi. 70 rưỡi còn bao nhiêu thì mấy anh chị em bà cùng vô để cho đủ số tiền để đưa kiếm thợ lặn để vớt cháu lên chứ giờ thời gian cháu nằm lâu quá rồi. Ừ. Từ 11 giờ trưa 12 giờ trưa mà nằm tới 8-9 giờ rồi mà chưa gặp mà về nửa khuya nữa rồi. Mà nếu mà bên thợ lặn bên ấy thì tới đó phải sáng 5 giờ sáng mới qua. Bây giờ thôi mình kêu để rồi bên đó giới thiệu thợ lặn gì đó rồi mới hỏi là giờ gia đình thương lượng thì cũng như nóng ruột quá rồi bắt buộc bây giờ mình cũng phải chấp nhận để mà đưa cho cháu cố gắng để đưa cháu lên bờ chứ bây giờ cái câu chuyện thợ lặn thì không có nói mà cái câu chuyện ở đây là bên cái dịch vụ á phải làm rõ cái câu chuyện này chứ làm sao mà bây giờ tự nhiên nhà người ta dù cho có xe tự nhiên người ta cũng không được đưa về rồi không có xe nào đưa về cái nữa. Chuyện đó là chuyện rất là vô lý luôn vô lý với xã hội bây giờ cái chuyện rất là vô lý đã gia đình người ta khó khăn dồn người ta thêm một cái khó khăn nữa trong khi đó người ta khó khăn nhờ bên chuyến xe không đồng đó, chuyến xe không đồng người ta cũng đã đồng ý đưa về rồi người ta có áo quan này đủ mà cái anh chạy tài xế xe không đồng á nói chuyện với anh đó không nói vừa nói chuyện tiếng dưới sao anh tắt máy liền anh không nghe ừ. Anh không chịu nghe không chịu tại vì anh đó không nói là chạy với tài xế nữa mà nó chỉ nói là tôi là bên gia đình của người đó bên gia đình ở dưới quê nó muốn thương lượng nói chuyện là anh nghe tao có thứ hai nó không thèm nghe ở dưới quê điện lên nói chuyện dưới quê được không nghe chỉ nói chuyện trực tiếp với tụi em không anh tắt điện thoại liền mà hôm qua khi mà bàn giao thì nào đâu có ký giấy tờ đâu đúng không thì bàn giao nào anh? Bàn giao lúc mà đưa em Phúc về đây có ký giấy tờ với dịch vụ mà không hay chỉ là một cái tờ hóa đơn thôi cái tờ hóa đơn này là hóa đơn mai táng rồi số tiền tổng số tiền bao nhiêu thôi là đưa ra thì thôi chứ không có ký giấy tờ gì hết là tổng mà người ta mà làm xong hồ sơ xong người ta đưa về là chính xác là bớt là còn 15 triệu đúng không dạ, giảm đi số tiền 15 triệu trong hóa đơn dạ rồi cảm ơn anh nha dạ. Đã chia sẻ